Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 5, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 5 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video. Để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo, bên cạnh đó thì chúng ta có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Bây giờ đến với môn tiếng Việt thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong tiết viết. Chúng mình sẽ viết bài văn tả phong cảnh. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn một trong hai đề. Đề thứ nhất đó là tả một cảnh ao, hồ, sông, suối ở quê hương em hoặc ở nơi gia đình em sinh sống. Ở đề thứ hai thì chúng ta sẽ tả một cảnh biển đảo em đã được thấy tận mắt hoặc là xem trên phim ảnh. Thì ở đây chúng ta sẽ có yêu cầu là chúng mình sẽ chọn một trong hai đề này. Thì ở đây chúng ta sẽ dựa vào dàn ý đã lập trong hoạt động viết ở các cái bài như là bài 14, 13 đúng không? Chúng ta sẽ viết bài văn theo yêu cầu của đề bài. Thì lưu ý ở đây chúng ta cần phải trình bày rõ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Chúng ta sẽ tả kỹ hơn những cái sự vật hiện tượng đặc sắc làm nên vẻ đẹp riêng cho phong cảnh được miêu tả. Chúng ta sẽ lựa chọn những cái từ ngữ có sức gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của sự vật, hiện tượng, kết hợp sử dụng biện pháp so sánh nhân hóa để lời văn sinh động và có sức cuốn hút đối với người đọc. Đó là một số lưu ý khi chúng ta viết bài văn tả phong cảnh. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có một số đoạn mẫu ở trong sách giáo khoa để tả về những dòng sông, ví dụ như là con sông Nậm Khan làm duyên nũng nịu uốn mình một quãng rồi mới chịu hòa vào sông Mê Công theo Tô Hoài. Chúng ta thấy đó là cái đoạn mở đầu đúng không? Mở bài khi tả về dòng sông. Hay là màn sương biến mất, khuôn mặt dòng sông lộ ra ửng hồng tươi rồi như khuôn mặt của em bé vừa ra khỏi chiếc khăn ấm, như keo theo là Kim Viên. Đó là một số đoạn chúng ta có thể tham khảo ở trong sách giáo khoa. Hay là ở đây chúng ta có thể tả một cảnh ao hồ, sông suối ở quê hương em. Thì chúng ta có thể tham khảo một đoạn văn như sau. Thì ở đây chúng mình có thể quan sát và tả dựa vào những cái gợi ý mà các cái tiết trước chúng ta đã lập dàn ý. Bài này thì chúng mình chỉ cần tham khảo. Ví dụ như là một buổi chiều mùa hè, khi vừa tắt nắng, em cùng mẹ đi ra con suối nhỏ ở cuối làng để cùng gánh nước tưới những luống rau trồng trên bãi. Ngắm nhìn con suối dưới ánh hoàng hôn thật đẹp và thanh bình, khiến em cảm thấy quê hương mình thật tươi đẹp. Đó là đoạn mở bài. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần thân bài để tả dòng suối. Đó là con suối quê em chảy từ núi cao, băng qua cánh rừng rậm rồi chảy đoạn dài giữa đồng bằng rồi mới về đến đây. Con suối chỉ dài chứ không to rộng. Từ bờ bên này sang bờ bên kia chỉ rộng khoảng 20 mét. Lòng suối khá sâu, đã nhiều người đi tắm ở đây cho rằng nơi sâu nhất của suối phải bằng chiều dài của hai người lớn. Tuy nhiên hai bên bờ suối lại khá nông, mọi người hay lấy nước tưới rau ở đây. Con suối chạy giữa cánh đồng lại cách xa khu dân cư nên rất sạch sẽ, là nước trong xanh, mát lạnh. Vào ngày trời trong xanh có thể nhìn sâu xuống lòng suối có những cây rêu xanh và từng đàn cá bơi tung tăng. Thời điểm con suối cạn nhất, mọi người thường ra đây câu cá, đi tắm mát. Nước vừa sạch lại vừa trong xanh, hòa mình với thiên nhiên. Hai bên bờ suối là những bãi trồng rau của mọi người, hàng rau xanh non mơn mởn, xa xa có đám hoa cái dại, cây cỏ lau, khung cảnh vừa yên bình lại vừa thơ mộng. Em chỉ ước một lần được ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi dạo trên mặt con suối để có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của con suối quê hương. Thì đó là một cái bài văn tả một cái cảnh ao hồ. Ở đây thì chúng ta thấy là cảnh sông.
sông suối, cạnh suối ở quê hương bản nhỏ, đúng không? Thì dựa vào đây chúng ta cũng có thể tả các cái cảnh khác như là ao hồ, sông ở quê mình. Còn chúng ta sẽ đến với đề thứ hai mà chúng ta thấy là tả một cảnh biển đảo mà chúng ta có thể xem qua tivi hoặc là xem qua tranh ảnh. Thì ví dụ như là biển là một khung cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp. Mỗi khoảnh khắc trong ngày, biển lại khoác lên mình những chiếc áo xinh đẹp khác nhau. Nhưng em thích nhất vẫn là biển lúc hoàng hôn. Hoàng hôn bắt đầu khi mặt trời bắt đầu lùi về cuối núi. Những tia nắng cuối ngày, những tia nắng cuối của ngày tất cả chạy vội về nhà theo lời gọi của mặt trời. Cả vùng mây trời và mặt biển chuyển sang màu đỏ ối. Màu đỏ này không giống màu đỏ cam lúc bình minh đâu. Lúc bình minh đâu, nó sẫm hơn và đang chút gì đó nặng nề hơn. Nhưng cơn gió cũng thổi càng lúc càng mạnh. Hàng dừa cao cứ thế ngả nghiêng, nghiêng ngả. Tán lá vốn đã xác xơ nay lại càng xơ xác hơn nhiều. Lúc này nước biển chuyển sang màu xanh sẫm đến như là đen tuyền của màu đen. Những con sóng cũng chẳng thể nhìn rõ màu sắc, chỉ đến khi chúng lao vào đến vỡ cát, vỡ tan thì em mới thấy. Những sự hiện diện của chúng vẫn vô cùng mạnh mẽ qua âm thanh oạc 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 rì rào ầm ĩ. Không khí mỗi lúc một lạnh lẽo hơn vì thiếu đi năng ấm. Mặt cát bắt đầu ẩm ướt dần, không còn tươi mịn như lúc chiều vì sương dần buông. Hoàng hôn tuy dài hơn bình minh nhưng cũng là phút chốc ngắm hoàng hôn trên biển luôn mang lại cho em cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Thì đó là tả một cảnh biển đảo. Thì chúng ta sẽ tả ở đây là tả về cảnh biển. Thì dựa vào đây chúng mình sẽ chỉnh sửa lại bài làm của chúng ta nhé. Như vậy là thầy đã cho chúng ta tham khảo hai cái bài văn. Chúng mình có thể dựa vào đây chỉnh sửa lại. Thì khi làm xong chúng ta cần phải rà soát và chỉnh sửa lại bố cục bài văn cũng như là trình tự miêu tả nhé. Như vậy thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong tiết viết, đúng không? Đó là tiết viết bài văn tả phong cảnh. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo.